Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 hết phong tỏa, không còn tin nhau thì đi cầu cúng. Sài Gòn đã kẹt xe trở lại như thời trước phong tỏa, ra đường chen chúc và ngộp thở bởi khói, ù tai vì tiếng ồn của còi xe và tiếng giao hàng từ loa. Vào buổi tối ngày thường, giới trẻ và đàn ông mọi lứa tuổi ngồi đầy các quán cà phê, vây kín các xe bán rong, thức ăn, thức uống trong các con hẻm. Sau dịch, không khí ăn chơi của Sài Gòn dường như đã trở lại như xưa và câu chuyện cầu cúng ở chùa có vẻ nở rộ hơn trước. Đó là quan sát của tác giả Song Mây với bài viết mang tựa đề COVID-19 hết phong tỏa, không còn tin nhau thì đi cầu cúng. Còn cuối tuần thì dân nhậu cũng bù kín các quán hải sản xung quanh bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Điều khác biệt là dù ban ngày hay ban đêm, ai cũng thủ sẵn cái khẩu trang che 2/3 gương mặt, kể cả bọn trẻ con. Tuy nhiên, chẳng ai còn sợ con COVID, bất kể biến chủng Omicron đang làm mưa làm gió ở châu Âu và Mỹ. Đây là hình ảnh quán nhậu Sài Gòn lại đông khách như xưa. Chỉ có điều khác biệt là khá nhiều người bắt đầu đi chích ngừa bệnh cúm và mách nhau chích ngừa vaccine phế cầu, khiến cho hai loại vaccine này có lúc khan hiếm, hết sạch. Vào ngày 9 tháng 2, Bộ Y tế công bố hơn 60% phụ huynh có con dưới 12 tuổi đồng ý chích ngừa vaccine cho trẻ. Thật nực cười khi đưa thông tin này, báo mạng Việt Nam Express công bố luôn thăm dò của mình với kết quả ngược lại là 68% phụ huynh không đồng ý chích ngừa cho trẻ từ 5 tuổi. Truyền cúp giúp nhau mùa dịch. Khi bàn vào số liệu của Bộ Y tế, nhiều người nói thẳng, không tin đâu, quá điều ngoà, xảo trá. Giờ dám nói có 1,9% không đồng ý, khinh bỉ. Tôi cũng khinh bỉ kiểu đổi trắng thay đen. Khảo sát của tờ báo Việt Nam Express còn ình ra đó mà không biết bộ lấy từ đâu. Một đống bộ vô đếm lịch rồi mà vẫn đưa thông tin dối trá, tiêm phép, bất chấp, chạy theo thành tích, giải tán hết đám này đi cho xong. Lại thêm một lần người dân mất lòng tin vào ngành y tế sau vụ lùm xùm Việt Á mà nay có vẻ đã chìm xuồng. Các bác sĩ nổi tiếng thời phong tỏa như bác sĩ Võ Hồng Xuân Sơn, Trương Hữu Khanh và Phan Xuân Trung đều nói không chích ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi vì trẻ em sức đề kháng mạnh nếu có nhiễm COVID cũng mau hết. Trên trang BBC tiếng Việt, lời khuyên của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc cho rằng nên chích ngừa vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đã khiến nhiều người nghi ngờ sự khách quan của ông Tuấn và cho rằng ông nên chích ngừa cho con cháu mình trước để làm gương. Vào ngày 11 tháng 2, tổ trưởng chỗ tôi ở thuộc quận Nội Đô thông báo ai có con cháu từ 5 đến 11 tuổi thì đăng ký chích ngừa vaccine, không ép buộc thì chỉ có số ít phụ huynh đồng ý. Đây là hình ảnh chích vaccine cho học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một bà mẹ trẻ có con 5 tuổi nói với tôi rằng nhà con người lớn ai cũng chích đủ 3 mũi rồi nhưng con không cho cháu chích vaccine đâu vì bệnh này chỉ đáng sợ với người lớn. Người mẹ trẻ này cũng không cho con trở lại trường vào ngày 14 tháng 2 giống các bạn vì sợ con nhiễm bệnh và bị ngoáy mũi. Từ lúc trường đóng cửa đến nay đã gần 1 năm, cô khám phá việc cho con học online ở nhà với các bộ môn tự chọn, đứa nhỏ học vẫn tốt mà lại khỏe mạnh hơn, không bị sổ mũi nhiều như trước, mặt khác lại tiết kiệm được chi phí. Rằm tháng riêng, nhà nhà tên chùa cầu an và cúng sao giải hạn. Rằm tháng riêng hay Tết, thượng nguyên từ lễ nguyên tiêu ở Sài Gòn trước chỉ có ý nghĩa với người Hoa ở chợ lớn và những Phật tử xiên đi chùa thường ăn chay mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Nay đã phổ biến với cộng đồng người Việt, đặc biệt là dân Bắc sau năm 1975 sống ở miền Nam. Trong đó có không ít người muốn là cán bộ, quan chức, nay đã về hưu hoặc đang tại chức. Không chỉ bày biện mâm cúng ở nhà riêng, không ít công sở thuộc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng sửa soạn lễ vật dân cúng rằm tháng riêng, dù văn bản nhà nước là cấm thờ cúng. Báo Nhà nước cũng đua nhau tư vấn cho độc giả cách bày biện mâm cúng rằng lễ vật gì, chọn giờ ra sao và kiêng cữ điều gì. Bắt thời cơ, dịch vụ cung ứng mâm cúng rằm tháng riêng đua nhau nở rộ.
từ hơn 1 triệu đến hơn 3 triệu đồng với lượng khách đông hơn năm ngoái. Đây là hình ảnh nhiều thanh niên nay đi chùa cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu kết quả học hành. Từ mùng 1 Tết, các chùa và đình miếu ở Sài Gòn đều đông nghẹt người bất chấp việc giữ khoảng cách. Nhiều người còn nguyện đi đủ 10 chùa Tết rằm tháng riêng. Rất nhiều gia đình không có thói quen đến chùa thường xuyên, cũng đến chùa ngày Tết và dịp rằm tháng riêng để cầu an, xin lộc, cúng sao giải hạn, phóng sinh, đốt vàng mã. Là một điều là việc cúng sao giải hạn, phóng sinh và đốt vàng mã bất nhất trong niềm tin của người theo đạo Phật. Các vị sư giảng đây là ba việc mà đạo Phật không chủ trương, nhưng nhiều chùa vẫn duy trì tập tục này, còn người dân thì tin có kiêng có lành. Thử đến chùa Ngọc Hoàng, quận 1, chiều ngày 12 tháng 2, tức 12 tháng riêng âm lịch, mới thấy nam thanh, nữ tú, nươm nượp, người trẻ đông hơn người già. Ngoài sân lẫn trong chùa đều đặt rất nhiều tượng, và tượng nào cũng có người vái và cầu khấn. Chùa cấm Phật tử mang nhang vào chùa mà chỉ cho đốt mỗi người một cây ngoài sân, còn các gian trong chùa cho đốt nến, mỗi gian, tiền điện, trung điện, và chánh điện của chùa Ngọc Hoàng đều có đặt thùng kính đường bằng sắt và có khóa, kiểu tùy hỷ, tức là không ép buộc. Nhưng lại có dòng chữ dặn dò rằng tiền cúng dường xin được trực tiếp bỏ vào thùng, không để bên ngoài hoặc đưa cho ai đó. Chợt nhớ đến thùng cúng dường ở một chùa nổi tiếng của quận Tân Bình, một cái két sắt có khóa số, có sợi xích sắt rào vào hoặc cột giữa chánh điện. Đây là hình ảnh hòm công đức ở chùa. Tôi nhớ lời cha mẹ từng kể mấy năm trước ở chùa Hoàng Pháp, ngôi chùa nổi tiếng vùng ngoại ô Sài Gòn, có một ông sư ôm cái thùng cúng dường bỏ trốn. Người dân đi chùa ở miền Nam không có thói quen dán tiền lên tượng Phật như ở phía Bắc, nhưng tiền cúng dường cũng không hề thua kém. Tiêu biểu là hiện có nhiều chùa ở Sài Gòn sắm xe hơi cho thầy trụ trì, tiền cúng dường gửi ngân hàng và các kênh đầu tư. Thỉnh thoảng lại rộ lên chuyện các sư thưa kiện nhau vì thất thoát tiền. Chùa Ngọc Hoàng ngày nay không còn thuộc cộng đồng người Hoa Chợ Lớn mà đã thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư trụ trì chùa được giáo hội này bổ nhiệm, thông tin đã được truyền tải như vậy. Và không tin nhau thì tin trời cũng tốt. Niềm tin của con người đặt vào thần linh bất kể là ai cũng tốt, có giúp con người hướng thiện, tránh xa điều ác. Nhưng ở Việt Nam, điều kỳ lạ là niềm tin đó xuất hiện trên một cách quá đà, khi từ lâu cả xã hội không có sẵn nền tảng tôn giáo, trừ số dân theo đạo Công giáo luôn trung thành với các tín điều của họ bất chấp sự thay đổi thể chế. Điều nghịch lý là sau năm 1975, với chủ trương vô thần của Đảng Cộng sản, nhiều người theo đạo Phật thường không xưng danh Phật tử và tuyệt đối không có cúng kiến trong các công sở. Nhưng hơn 10 năm nay, đi chùa và ăn chay niệm Phật, xưng tên pháp danh đã trở thành xu hướng mới của giới trẻ và âm thầm lan rộng trong giới cán bộ, công chức, kể cả doanh nhân, khối công ty nhà nước và đảng viên. Nhiều công sở và công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước không chỉ có bàn thờ ông địa dâng hương mỗi ngày, mà mỗi khi rằm tháng riêng, rằm tháng 7 đều tổ chức cúng lớn. Đây là hình ảnh cầu xin cho sức khỏe trước tượng Phật, dược sư ở chùa Ngọc Hoàng. Ngoài sân và bên trong chùa, chỗ nào đặt tượng là có người đến van vái. Khi hình ảnh các ông lớn bái vọng ở các điểm hành hương Phật ở nước ngoài trôi nổi trên mạng và được nhà nước cho phép xây dựng các ngôi chùa lớn ở miền Bắc với không ít tai tiếng về chuyện cầu siêu, giải vong, cúng dường của các ông sư quốc doanh, thì Phật giáo hiện nay có vẻ được xem là quốc giáo của Việt Nam. Chùa cũng quy định mỗi người chỉ được đốt một cây nhang ngoài sân và cắm vào lư hương, nhưng sau đó nhân viên phục vụ phụ trách đã đến rút bớt nhang và dụi tắt lửa cho đỡ ngộp. Một mặt, niềm tin vào tôn giáo thể hiện nỗi bất an của người Việt Nam khi họ không còn niềm tin vào chính quyền và sự bất định của các chính sách, rõ nhất là chính sách về đại dịch vừa qua. Người dân cần có chỗ dựa để hy vọng và sống tiếp. Mặt khác, niềm tin vào tôn giáo cũng thể hiện sự nghi ngờ lẫn nhau của người Việt Nam. Khi các sư còn không tin nhau, tiêu biểu như việc quản lý tiền cúng dường và bất nhất trong việc truyền giảng đạo Phật. Và ngay cả các quan chức cũng chung một đảng
nhưng cũng thiếu niềm tin vào nhau. Ở thời buổi mà hôm nay nhà nước vinh danh tặng bằng khen, ngày mai đã kết tội như Việt Á, hoặc hôm nay còn tại chức tiền hô hậu ủng, ngày mai đã phải đứng trước vành móng ngựa cầu xin tha tội vì từng có công với cách mạng hoặc bị bệnh hiểm nghèo lẫn tâm thần, như rất nhiều quan chức, vì giữa họ với nhau và giữa họ với dân làm sao có niềm tin cho được. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, thì khi niềm tin vào thần linh ở Việt Nam dường như chỉ là vỏ bề ngoài, không có thực tâm. Bởi sau một năm tang thương vì đại dịch ở miền Nam lẫn miền Bắc, trong 6 ngày Tết vừa qua, vẫn có tới gần 3.000 người phải cấp cứu vì đánh nhau, trong đó 200 người đã tử vong, theo báo chí đăng tải. Và thói quen nhậu nhẹt, tính hơn thua và sự hiếu chiến của người Việt Nam có phải là nguyên nhân này hay không? Đọc thông tin này, bạn cười vừa khóc đây? Kính mời các bạn xem bản tin, chuyên gia đánh giá chiến tranh Nga và Ukraine có thể khiến Việt Nam nhượng bộ Trung Quốc trên Biển Đông. Giáo sư Thayen, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, phân tích ảnh hưởng của một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa Nga và Ukraine đến quốc gia Đông Nam Á này. Mặc dù nằm cách xa lục địa châu Âu, tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia người Úc, thì Việt Nam sẽ gánh chịu hậu quả tai hại một khi chiến tranh giữa hai nước thuộc Liên Xô cũ xảy ra. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, giáo sư Thayer bình luận rằng một cuộc xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam theo hai khía cạnh, kinh tế và an ninh. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin. Về khía cạnh kinh tế, vị giáo sư từ trường đại học tại Úc này cho rằng chương trình phát triển kinh tế của chính phủ ông Phạm Minh Chính sẽ rất có thể bị chật bánh một khi chiến tranh nổ ra. Ông nói thêm, chúng ta đang nói đến khả năng về một cuộc xung đột giữa những nền kinh tế lớn nhất thế giới với Hoa Kỳ và châu Âu liên minh chống lại Nga, và nếu Trung Quốc quyết định ủng hộ Nga thì chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa. Và với Việt Nam thì đó là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Việt Nam thì phụ thuộc vào nền kinh tế, an ninh và sự ổn định toàn cầu. Nếu những điều đó bị gián đoạn thì sẽ làm chật bánh chiến lược kinh tế của Việt Nam. Cụ thể là tham vọng đưa nước này trở thành quốc gia có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân của việc này, theo giáo sư Thayen, là vì nếu Nga xâm lược Ukraine thì sẽ bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề. Bất cứ nước nào làm ăn với Nga sẽ đều bị cấm vận lây theo. Do vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và nước Nga. Và nếu ông Tập Cảnh Bình quyết định sát cánh với Putin trong cuộc đối đầu với phương Tây thì thiệt hại mà Việt Nam phải hứng chịu sẽ còn nặng nề hơn nữa. Vì nền kinh tế toàn cầu sẽ bị đảo lộn mà nước này lại phụ thuộc vào việc xuất khẩu và nhập khẩu cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài khía cạnh kinh tế, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với thách thức về mặt an ninh một khi chiến tranh nổ ra ở châu Âu, theo giáo sư Thayen. Ông nói nếu một cuộc khủng hoảng xảy ra tại Ukraine, Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai và đạt được nhiều hơn những điều mà họ muốn. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có muốn mở một cuộc tấn công trên Biển Đông hay không, hay là họ sẽ cho Việt Nam thấy sự thay đổi về mặt tình hình thực tế khi mà Hoa Kỳ sẽ không thể đóng vai trò quyết định ở khu vực này nữa vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine? Hay nói một cách khác là Việt Nam sẽ không thể dựa vào Mỹ để đối phó với Trung Quốc được nữa. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động ở Biển Đông vào hồi năm 2014, dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại Việt Nam. Nếu vậy thì Việt Nam sẽ phải nhượng bộ thêm để Trung Quốc làm chủ tình hình cũng như tránh đối đầu. Mặc dù chính quyền của Tổng thống Biden vừa mới công bố chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương mới, trong đó nhắm đến việc củng cố an ninh của khu vực và vận dụng mọi nguồn lực để răn đe các động thái hung hăng cũng như chống lại các nỗ lực đe dọa đến hòa bình và ổn định ở khu vực này. Trong chiến lược này thì Trung Quốc được cho là đối tượng chính của Hoa Kỳ nhắm đến. Tuy nhiên, giáo sư Thayen cho rằng một cuộc chiến tranh ở châu Âu sẽ trì hoãn việc triển khai chiến lược này và sẽ khiến cho nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng. Về phần chính phủ Việt Nam, chuyên gia người Úc cho rằng
lựa chọn là rất hạn chế trong việc tiếp cận của khủng hoảng ở Đông Âu, ông nói. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ chọn cách kêu gọi đối thoại và thiết lập hòa bình, và vì lợi ích của mình nên Việt Nam sẽ không chỉ trích Nga. Và rõ ràng là Việt Nam sẽ ở vào trong tình thế rất khó. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng sẽ tỏ ra ủng hộ những việc làm của nước Nga, nhưng Việt Nam cũng sẽ không muốn khiêu khích Trung Quốc. Đây là hình ảnh binh lính Nga tại biên giới Ukraine. Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào và yêu cầu công dân khẩn trương rời khỏi Ukraine. Đứng trước những thách thức có thể xảy ra, giáo sư Thayen thì Việt Nam không hề mong muốn có một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ xảy ra. Trên blogger của đài FA, Nguyễn Hải Bằng cũng đưa ra bình luận về vấn đề này như sau. Cả thế giới đang chờ xem Mỹ sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine như thế nào. Điều này rất quan trọng vì các quốc gia đồng minh và các đối tác của Mỹ vẫn còn nghi ngờ các cam kết của Mỹ trước các vấn đề tại đây. Đặc biệt là sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã gặp nhiều chỉ trích từ chính các đồng minh của Mỹ. Phát biểu gần đây khi nhắc tới việc Mỹ phải có các hành động phản ứng khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe dọa. Ngoại trưởng Mỹ Blinken đề cập như sau. Nếu chúng tôi cho phép những nguyên tắc đó bị thách thức mà không bị trừng phạt ngay cả khi châu Âu cách xa nửa vòng trái đất, thì điều đó sẽ có tác động ở đây. Những người khác đang theo dõi, những người khác đang tìm kiếm tất cả chúng ta để xem chúng ta phản ứng như thế nào. Trong bối cảnh đó thì Việt Nam, quốc gia, vốn vẫn còn nhiều nghi ngờ về mục đích và động cơ cũng như các cam kết của Mỹ đối với khu vực ASEAN, đang theo dõi và tiếp tục đánh giá các vấn đề này. Vì thế, Mỹ cũng cần phải chứng minh cho Việt Nam thấy thực tâm và cam kết của Mỹ mạnh mẽ đến mức nào để khiến cho Việt Nam tin tưởng. Các quan chức ngoại giao và các học giả Việt Nam vẫn đang im hơi lặng tiếng trước vấn đề này. Điều này bởi lẽ Việt Nam có những trở ngại trước các mối quan hệ phức tạp. Một mặt, Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, mối quan hệ với Nga sẽ có vai trò quan trọng hơn với Ukraine khi Nga là một đối tác quan trọng để Việt Nam có thể sử dụng nhằm kiềm chế và đối trọng phần nào trước một Trung Quốc đầy hung hăng trên Biển Đông. Đây là hình ảnh đường ống dẫn dầu có chiều dài tới 1.000 km bắt đầu từ thị trấn tại vùng Viễn Đông của Nga đi qua các tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc tới thành phố Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Nga luôn là một nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Việt Nam. Thêm nữa, các công ty dầu khí của Nga cũng tham gia khai thác trên các vùng biển mà Trung Quốc cho là đang tranh chấp với họ, mặc dù có các đe dọa từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Nga tấn công Ukraine, thì Việt Nam có thể gặp phải những vấn đề bất lợi về mặt chiến lược như sau. Thứ nhất, nếu Nga tấn công Ukraine mà thế giới không có phản ứng thích đáng, điều này sẽ cho thấy Trung Quốc thấy sự vô nghĩa của trật tự thế giới dựa trên luật lệ, cũng như sự suy yếu của Mỹ và phương Tây, và do đó sẽ thúc đẩy Bắc Kinh có những cuộc phiêu lưu quân sự trên Biển Đông mà Đài Loan cũng như các thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát trên Biển Đông, có thể sẽ là mục tiêu tấn công của Trung Quốc. Thứ hai, như đã trình bày ở trên, đối với Việt Nam, Nga đóng một vai trò quan trọng như một cường quốc đối trọng lại sức mạnh của Trung Quốc. Nga là nguồn cung cấp vũ khí truyền thống cho Việt Nam. Nga cũng không lo ngại việc đối mặt với các sức ép và đe dọa từ Trung Quốc khi cùng Việt Nam khai thác dầu khí trên Biển Đông. Tuy nhiên, để chống lại sức ép của Mỹ và phương Tây, Nga rất cần sự ủng hộ từ Trung Quốc. Đây chính là lý do mà gần đây Nga đã xích lại gần Trung Quốc hơn bao giờ hết. Tập Cận Bình và ông Putin đã có cuộc gặp chính thức tại Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Hai bên đã có một tuyên bố chung cho cuộc gặp này. Trong tuyên bố chung này đã cho thấy Nga chấp nhận nhượng bộ Trung Quốc khá nhiều. Tuyên bố chung cho biết Nga tái khẳng định việc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, xác nhận Đài Loan là phần không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Đây là hình ảnh Tổng thống của Đài Loan bà Thái Anh tham dự tập trận chống Trung Quốc xâm lược. Theo văn kiện này, hai nước sẽ tăng cường hợp tác liên kết các kế hoạch phát triển của Liên minh Kinh tế Á-Âu và sáng kiến Vành đai và Con đường, nhằm tăng cường hợp tác thiết thực giữa Nga và Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau và tăng cường độ kết nối giữa các khu vực Á và Thái Bình Dương, Á và châu Âu. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc nhất quán làm sâu sắc thêm hợp tác thiết thực trong lĩnh vực phát triển bền vững ở Bắc Cực.
Thêm nữa, ngay trong dịp này, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã đồng ý cung cấp 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ vùng Viễn Đông của Nga cho công ty năng lượng nhà nước của Trung Quốc. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, thỏa thuận này có thời hạn 25 năm, giá trị của những lô hàng này vào khoảng 37,5 tỷ đô la. Ngoài ra, tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga đã ký thỏa thuận với công ty dầu khí của Trung Quốc để cung cấp 100 triệu tấn dầu mỏ qua Kazakhstan trong vòng 10 năm. Liệu Nga có chấp nhận nhượng bộ để Trung Quốc về vấn đề Biển Đông hay không thì là một vấn đề và mối quan tâm mà Việt Nam cần tính tới. Bởi vì hơn lúc nào hết, Nga rất cần sự ủng hộ của Trung Quốc. Hơn nữa, lợi ích địa chính trị lúc này trong mối quan hệ với Trung Quốc sẽ lớn hơn rất nhiều những lợi ích mà Nga sẽ nhận được từ Việt Nam.